bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhiều. Yeah.
tháng 10 ngày mang nặng đè đau. Nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lăn, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương. Nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được vơi. Xin ông trời ban cho phước lành, con dại khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển phù lai làng ngơ, con nuôi mẹ mà kể tang thế ngày. Hò ơi hò, người ơi đời bề dâu, ôi cuộc đời bề dâu, tóc pha màu mẹ hiền còn đâu. Mẹ ơi xin mẹ tha thứ cho con những lỗi lầm con đã làm cho mẹ buồn phiền, lo lắng cho con. Giờ này con đã nên người. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu? Bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lăn, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân héo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai làng ngơ, con nuôi mẹ mà kể tang thế ngày. Hò ơi hò, người ơi đời bề dâu, ôi cuộc đời bề dâu, tóc pha màu mẹ hiền còn đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu? Bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Mẹ ơi, mùa du lan đã đến, con được cài hoa hồng trắng yêu thương. Lòng con nghe đau xót thật nhiều, vì con biết đời con không còn có mẹ. Một bông hồng cho anh,
một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng dưới đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời, vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thank you.
Thank you.
sáng tờ Đồng mê ta
son tỏ lời. Lật nhật ký vẫn tươi dòng mực, dần chỉ còn mẹ nữa ra đi. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Hiệu quyền nam nữ lôi
Where?
Bye.
Đại nguyện
Thank you.
Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Hương Linh Phật Tử Nguyễn Thị Bùi Pháp Danh Quảng Huy Hương Thường Thọ 94 tuổi. Kính thưa toàn thể tăng môn hiếu quyến, bà con nội ngoại thân thích xa gần có mặt hiện tiền tối hôm nay. Giây phút này là giây phút thật thanh tịnh và trang nghiêm. Giây phút này giây phút tình nghĩa mẹ con chia cách mãi mãi và không bao giờ trở lại trên cuộc đời này. Và giây phút này là giây phút thật đông đủ nhất trong mọi cuộc đời của một con người. Chỉ còn đêm nay nữa, rồi sáng ngày mai đây, Hương Linh về nơi an nghỉ nghỉ thu trên miền đất lành. Ông bà xưa chúng ta có câu rằng, có ngày ra đi, tất nhiên có ngày trở lại. Và giờ đây, mẹ bà o dì của quý vị, ngày mai đây, về nơi an nghỉ nghỉ thu, quý vị ở bên cạnh linh cữu mẹ bà của quý vị. Chỉ còn thân xác về phần linh hồn thì về với cõi Tây Phương và Cực Lạc. Kính thưa Hương Linh Phật Tử, suốt 94 năm qua, Hương Linh hy sinh tất cả bản thân người con gái già nua thờ chồng chăm sóc con của mình. Và có câu rằng, thuyền theo lái, gái theo chồng. Suốt cuộc đời thờ chồng và suốt cuộc đời nuôi dạy cho đàn con dài khôn lớn đến ngày hôm nay. Trong 94 năm qua, Hương Linh có vay mượn bổ phần. Hương Linh vay mượn gió, đó là hơi thở. Hương Linh vay mượn nước, đó là mồ hôi nước mắt. Hương Linh vay mượn lửa, đó là hơi ấm. Và Hương Linh vay mượn đất, có nghĩa rằng nước, gió, lửa và đất tạo nên người mẹ hiền của quý vị. Và ông bà xưa chúng ta có câu rằng, cát bụi sẽ về với cát bụi. Đó là lẽ thường, đó là quy luật của tạo hóa, cho nên chúng ta không bao giờ thay đổi được. Và có lẽ rằng quý vị là người Phật tử có thể biết câu này, có sanh tất nhiên sẽ có tử, sanh là bình tử, đó là quy luật vô thường. Trong kinh Đại Hiệu Mục Kiền Liên có dạy rằng, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo thì con lăn. Bởi vì bao nhiêu tình thương của người mẹ trao hết cho người con của mình. Và có lẽ rằng giờ đây quý vị được làm cha, quý vị được làm mẹ,
khi đó mới biết lòng thương yêu của người mẹ như thế nào. Và nói mẹ rằng một ngày nào đó quý vị bị đau bị ốm, hay là quý vị đi xa, thì ánh mắt của người mẹ chăm chăm chú xem con của mình có đi đến nơi đến chỗ hay không, hay là có một ngày nào đó quý vị bị ốm, người mẹ nấu cho con cháu ngồi bên cạnh giường vỗ về cho quý vị: con ơi, cố gắng mà ăn, cố gắng mà ăn cho hết bệnh. Mà khi người mẹ được biết con của mình hết bệnh, thì lòng mẹ thật là sung sướng, thật là hạnh phúc, mà biết con của mình bị đau bị ốm đó, lòng mẹ đứng ngồi không yên. Đó là tình thương của người mẹ đối với con của mình. Suốt cuộc đời chăm sóc cho con của mình, chăm sóc cho con của mình đến khi đầu bạc răng long, đến khi mắt không nhìn thấy, tai điếc, tay chân run rẩy. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu tình thương của người mẹ đắp đầy cho con của mình. Rồi ngày mai nay tại ngôi nhà này, bao nhiêu năm tháng qua quý vị được sinh ra và lớn lên, rồi một ngày nào đó và một giây phút nào đó quý vị không nhìn thấy hình bóng của người mẹ, không nhìn thấy ánh mắt nụ cười, quý vị không được nghe tiếng ho tiếng nói, tiếng dạy bảo của người mẹ. Giờ đây mẹ của quý vị ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại trên cuộc đời này. Và không có quyển sổ nào mà ghi chép hết những tình thương của người mẹ đối với con. Không có chiếc máy cảm tính nào mà tính vừa đến được tình thương của người mẹ. Và khi quý vị đã trưởng thành, khi đó mới biết thương yêu mẹ, thì mẹ của chúng ta về nơi biển đất lành kính thưa quý niệm vị. Và giây phút được hương lên mẹ của quý vị đã quy Phật, đã quy Pháp, đã quy Tăng. Mẹ của quý vị đã quy ba ngôi tam bảo để nương tựa vào ba ngôi tam bảo để được siêu độ. Và giờ đây thầy nguyện cầu hồng ân mười phương chư Phật phóng đại hào quang tiếp độ chú hương linh Phạm Giang Quảng Vi được siêu chân và tịnh độ. Nói về chữ hiếu, nói hết đêm nay và nói đến ngày mai không bao giờ kể hết được. Cho nên thầy chỉ lấy năm lời tích tiện kể để truyền đạt cho hương linh đêm nay để ngày mai hương linh nhẹ gót lên về miền Tây Phương. Và thực là Nam Mô Đại Hiệu Mục Kìa Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thank you.
bảo chúng tôi sẽ về miền đất lành. Ta mong muốn chúng tôi chân thành cảm ơn chúng tôi. Việt Nam Phật tự thọ hòa với giới cổ bao trăm.
Nam mô Địa Tạng Đạo Sư A Di Đà Phật. Được bậc, được đại bậc, thường tòa chúng chúng ta về kính bậc, thường tòa sẵn chuẩn cùng nhiều điểm như đại chúng ta. Kính thưa quan chức lần điều hành đáng lễ, kính thưa các đại quan cùng ông công, kính thưa ban nhạc lễ, kính thưa quý bà con ngồi ngoài, quý công gia trọng nghiệp làm trọng, quý bạn bè thân thực kiểm tra, kính thưa cùng toàn thể quý vị gió lành che lòng cần lành được thương tâm thương tiếc đắc rẽ nuôi được thu về trên mái nhà xưa ấy về nhà quốc phòng việc ngàn phương. Kính thưa quý vị, một đời người đến cổ năm an trụ giữa mọi bậc trần để rồi hôm nay phải khởi hạt quy tiên bỏ thật người phương phục. Ta liền đã được thực hành trong suốt mấy ngày qua, đã được tư tôn thật thiền sức thân tâm cầu nguyện, được tùy bà con thân quyến bàn việc về đây cũng điếu chia buồn cùng tăng quyến. Giờ đây được điều thực nghiệm tiền tư hương linh thân mẫu của con về miền đất lành, con xin thay lời toàn thể tăng môn hiển quyến có đôi lời cảm tạ tri ân và niềm an. Chúng con xin chân thành kính tri ân và niềm ơn thượng tòa sản trụ Thích Tịnh Đức trụ trì chùa Nghi Lễ phường Hương Sơn thành phố Huế. Chúng con xin thành kính tri ân thượng tòa Thích Chuộc Đạt cùng tăng chúng tổ đình trụ trì chùa Lạc Lâm. Chúng con xin chân thành tri ân thầy thượng tòa Thích Minh Đức trụ trì chùa Khánh Sơn đã đến phụng điếu cầu siêu cho hương linh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quan chấp lệnh điều hành tang lễ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cả anh em ở trong ban tấm công, ban nhạc lễ công trình Thừa Thiên Huế. Cùng chân thành cảm ơn quý vị bà con ở ngoài, quý vị tham gia trọng nghiệp, các bà con các tổ dân phố không thể đại thường cùng các cơ quan đoàn thể, quý bạn bè thân thiểu kiểm tra về đây cũng điếu điểm hoa điểm không yêu thư chi buộc cùng các quyến công đức vô lượng đó hiếu quyến. Chúng con xin quy lòng đạt giả nguyện cầu hồng ân tam bảo giáo hội chư tôn chứng đức pháp thể an khang về đấng chứng điếu, quý bà con thân bằng quyến thuộc sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc và siêu cảm tưởng. Trong quá trình tổ chức tang lễ, vì mất mát quá lớn, ngưỡng mong chư tôn thiện đức từ bi hoan hỷ, quý vị niệm tình khả thứ. Nam mô hoan hỷ tam bồ tát ma ha, nam mô hoan hỷ tam bồ tát ma ha la, nam mô hoan hỷ tam bồ tát ma ha la. Yeah.
Sẽ Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh Đế Giả Tăng Viên Minh Tạm Tịnh Chân Như Việt Nam Phật Tử Thọ Ba Di Dự Quán vi hương thường thọ tu tâm tử tuệ mặc nhiên tình tình ngưỡng bạch Đức Phật A Di Đà từ phụ phẩm quan thiếp độ hương hồn Nam Mô nay đã già nua tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương à ha giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu hỏi từng bờ đê gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiu mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn ơn mẹ cha mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ dấu yêu thơ ngày trở về
nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm những khi gió về bên nhà trăng nghèo ấm êm từng thương à ha ngọt ngào tiếng ru âu ơi như vẫn còn đây trong lòng con giờ này mẹ ơi biết tim mẹ ở đâu hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha mãi không xóa nhòa càng nằm êm đềm sống bên mẹ hiền mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha mãi không xóa nhòa càng nằm êm đềm sống bên đường 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 đường
con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mãi sau tới cậu còn nhớ là hù
Mẹ linh thiêng về nâng niu.